Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Ngày 23 tháng 2, Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh làm trưởng đoàn đã về thẩm định kết quả xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới ở các đơn vị Thanh Ngọc và Thanh Hương. Cùng tham dự ở huyện có các đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Lê Đình Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Đến thời điểm này, xã Thanh Ngọc cơ bản đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng được xây dựng và nâng cấp đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. 100% tuyến đường xã được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo phương tiện đi lại thuận lợi. Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2022 ước đạt trên 42 triệu đồng. Đời sống nhân dân được nâng cao rõ nét, tỷ lệ hộ nghèo giảm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 4,21%, số lao động qua đào tạo là 75%. Xã không có hộ gia đình, ở nhà tạm bợ rột nát, nhà ở đạt chuẩn, theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 94,7%. Văn hóa xã hội môi trường được quan tâm, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững, nhân dân đồng thuận tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực tế và hồ sơ minh chứng của địa phương, các thành viên Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh lưu ý địa phương cần hoàn thiện thêm một số nội dung như quan tâm đến vấn đề thu gom và xử lý rác thải, mương rãnh thoát nước trong khu dân cư phải có nắp đẩy, trồng thêm các con đường hoa tại các điểm nhấn về cảnh quan môi trường, quan tâm chăm lo nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đảm bảo giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kết luận hội nghị, các đồng chí Nguyễn Văn Hằng, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả tích cực trong quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện, xã tiếp thu các ý kiến của các sở ngành đã chỉ ra tại hội nghị để chỉnh sửa bổ sung vào các tiêu chí. Trong thời gian tới, cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy sức mạnh nội lực để huy động nguồn lực từ nhân dân cùng chung tay hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Hồ sơ minh chứng cần tiếp tục được chỉnh sửa bổ sung theo đúng yêu cầu của các ngành đề ra, đảm bảo chi tiết rõ ràng để trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Sau xã Thanh Ngọc, buổi chiều Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh đã về thẩm tra, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Hương. Tại đây, đoàn đã đi thẩm tra thực tế việc thực hiện các tiêu chí ở các xóm, đi tham quan nhà máy viên gỗ nén, đến kiểm tra các mô hình kinh tế như trồng chè hữu cơ. Tính đến thời điểm này, xã Thanh Hương đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới với tổng kinh phí đầu tư trên 69 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 10 tỷ đồng. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư và phát huy hiệu quả. Nhiều công trình hạng mục mới được xây dựng khang trang, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Những mô hình xây dựng nông thôn mới tiêu biểu như xã hội hóa xây dựng được 3 điểm cờ, một đường điện thắp sáng gắn với camera an ninh, một cổng chào điện tử với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các thành viên trong Hội đồng thẩm định của tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại mà địa phương cần tập trung khắc phục. Đó là một số tiêu chí đạt nhưng chất lượng chưa cao, một số tiêu chí đang còn thi công dang dở, công tác vệ sinh môi trường ở một số nơi chưa đảm bảo, cần sớm hoàn thiện tiêu chí giáo dục. Trên cơ sở đó, các đồng chí lãnh đạo huyện và địa phương đã giải trình từng ý kiến và cam kết với Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đang còn dang dở. Kết luận tại hội nghị, các thành viên trong Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh đã yêu cầu địa phương cần tiếp thu nghiêm túc ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh, đồng thời tập trung hoàn thành những nội dung đã được đoàn chỉ ra, hoàn thiện lại hồ sơ minh chứng để trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới tỉnh bỏ phiếu công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022. Bên cạnh đó, cần chú trọng phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao đời sống của người dân. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2023, chiều ngày 22 tháng 2, đồng chí Nguyễn Hải Dương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đại diện một số ban ngành cấp huyện đã đến thăm và chúc mừng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa huyện và trạm y tế xã Thanh Ngọc. Tại các đơn vị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên ngành y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị cho nhân dân trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên ngành y tế tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hành y đức của người thầy thuốc, lương y như từ mẫu, chú trọng nâng cao công tác khám sàng lọc ban đầu ngay tại tuyến cơ sở để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Cũng nhân dịp này, sáng ngày 23 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
đã về thăm và chúc mừng đội ngũ cán bộ y bác sĩ và nhân viên y tế tại trạm y tế xã Thanh Giang và trạm y tế xã Thanh Tùng. Tại các đơn vị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Văn Quế đã ghi nhận những đóng góp của các thầy thuốc đối với sự phát triển của ngành y tế huyện nhà trong những năm qua, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng trong công tác phòng chống dịch COVID-19, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cán bộ y bác sĩ nhân viên y tế nhân kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam và mong đội ngũ thầy thuốc tiếp tục cống hiến tâm huyết trí tuệ đồng hành cùng ngành y tế huyện nhà trong sự nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng xây dựng ngành y tế huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh, áp dụng thêm nhiều kỹ thuật cao, tiên tiến phục vụ người bệnh, quan tâm tạo điều kiện cho các y bác sĩ học tập, nâng cao trình độ, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, nâng cao y đức, xứng đáng với niềm tin của nhân dân, luôn là địa chỉ tin cậy của nhân dân trên địa bàn huyện. Chiều ngày 24 tháng 2, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã về thăm chúc mừng tặng hoa và quà của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện cho đội ngũ cán bộ y bác sĩ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã Thanh Thủy, Trạm Y tế xã Võ Liệt nhân dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Tại đây, thay mặt lãnh đạo huyện nhà, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ tập thể y bác sĩ ở đây và gia đình các đồng chí, đồng thời ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ nhân viên đã giành được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các cấp, ban ngành đoàn thể cần quan tâm hơn nữa về vật chất và tinh thần, đến đội ngũ thầy thuốc yên tâm công tác tốt, đồng thời thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ, lương y như tử mẫu. Sáng ngày 22 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị nhằm nghe và cho ý kiến về lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và những trường nằm trong lộ trình công nhận lại và nâng mức chuẩn quốc gia năm 2023. Các đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2023, năm nay toàn huyện có 57 trường ở 3 bậc học cần phải xây dựng trường chuẩn quốc gia, trong đó có 12 trường được công nhận lần đầu, 41 trường được công nhận lại sau 5 năm và 4 trường nâng chuẩn mức độ 2. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia như thiếu cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên và nhân viên và kinh phí thực hiện. Hiện tại các trường xây dựng trường chuẩn quốc gia trong năm nay đều phải đầu tư cơ sở vật chất rất lớn, nhất là hệ thống các phòng học, phòng chuyên môn, phòng chức năng vừa thiếu vừa đang bị xuống cấp. Trong lúc đó kinh phí của các địa phương lại không có. Tại hội nghị, các lãnh đạo liên quan và đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nguyễn Văn Chiến đã trả lời từng ý kiến của các đại biểu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quy hoạch bổ sung nguồn cán bộ, giáo viên và kinh phí. Đồng thời mong muốn các địa phương trường học cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là các nguồn xã hội hóa. Các trường phải sử dụng hợp lý, công khai và minh bạch. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã khẳng định công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đã góp phần nâng cao cơ sở vật chất trường lớp học, chất lượng dạy và học ở các nhà trường trên địa bàn huyện, chất lượng đội ngũ lãnh đạo quản lý từng bước được nâng cao, công tác xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh, cảnh quan môi trường ngày càng xanh sạch đẹp, tạo được niềm tin cho phụ huynh và nhân dân. Song thực tế việc xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn vẫn còn nhiều khó khăn, đó là cơ sở vật chất nhìn chung vừa thiếu vừa yếu, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên và nhân viên thừa thiếu cục bộ, nguồn lực đầu tư còn khó khăn và hạn chế. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhấn mạnh các cấp, các ngành, các địa phương, trường học quán triệt sâu sắc quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển bền vững nên cần phải được ưu tiên trước. Vì vậy cần phải thống nhất tư tưởng, quyết tâm hành động xây dựng trường chuẩn quốc gia. Ngoài những giải pháp đề ra trong kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Trịnh Văn Nhã đã yêu cầu sau hội nghị này những xã về đích nông thôn mới cần phải lồng ghép vào chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia. Các trường cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể và rõ ràng, ngắn gọn trên cơ sở căn cứ vào kết luận của tổ tư vấn phòng giáo dục để triển khai và thực hiện. Rà soát lồng ghép các chương trình dự án xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất, các phòng liên quan cần quan tâm giúp đỡ và tháo gỡ khó khăn cho từng trường, từng địa phương. Cụ thể là đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường, đẩy nhanh thẩm định các dự án, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, quy trình đấu giá đất,
kiện toàn kịp thời đội ngũ quản lý ở các nhà trường, làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, giao phòng tài chính và phòng giáo dục chỉ đạo các xã trường học trên cơ sở tổng mức đã có, làm rõ cơ cấu nguồn vốn để phòng tài chính làm tốt công tác tham mưu. Định kỳ chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đưa vào lịch công tác rà soát kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia để báo cáo với cấp ủy để có giải pháp chỉ đạo kịp thời. Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp thu lắng nghe và có giải pháp thực hiện phù hợp đối với từng trường và từng địa phương cụ thể để thực hiện đạt mục tiêu năm 2023, toàn huyện có 57 trường đạt chuẩn quốc gia. Chiều ngày 21 tháng 2, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã có buổi làm việc với lãnh đạo xã Thanh Đồng nhằm nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Cùng tham dự có lãnh đạo các phòng ngành, Ủy ban nhân dân huyện, Hội đồng hương Thanh Đồng ở Vinh, Sài Gòn và các tỉnh lân cận. Các báo cáo và ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nhấn mạnh, ngay sau đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân xã đã có chương trình hành động cụ thể về chương trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đến nay Thanh Đồng đã có 13 trên 19 tiêu chí đạt, 5 tiêu chí gần đạt và 1 tiêu chí chưa đạt. Để thực hiện thành công xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2023, địa phương và các xóm đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo, như Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ 20 triệu đồng trên một thôn để xây dựng công trình nhà vệ sinh đạt chuẩn tại nhà văn hóa, 20 triệu đồng trên một thôn để nâng cấp khuôn viên, bờ rào, nhà văn hóa, cơ sở vật chất văn hóa, 20 triệu đồng trên một thôn nâng cấp sân thể thao, khu vui chơi ngoài trời, 20 triệu đồng trên một thôn nâng cấp hệ thống truyền thanh, thưởng một công trình trị giá 60 triệu đồng cho khu dân cư về đích khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt hơn là Thanh Đồng đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của con em quê hương đi làm ăn xa. Nhân dịp về tham dự hội nghị, sau khi đóng góp ý kiến, ông Nguyễn Viết Hùng, một người con quê hương, cũng đã ủng hộ địa phương 500 triệu đồng để góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Năm 2022, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng bình quân từ 10 đến 11% trên một năm, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 52 triệu đồng một người trên một năm, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, phát huy được giá trị của các di tích cũng như xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị hoạt động đều, nội bộ đoàn kết. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, đó là còn 6 tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao chưa đạt, thu ngân sách còn hạn chế và thiếu bền vững, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập. Trên cơ sở đánh giá lại những kết quả đã đạt được, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận để ra các giải pháp, lộ trình, thực hiện giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị thời gian tới, địa phương cần tiếp tục phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực, lồng ghép tất cả các chương trình, dự án xây dựng nông thôn mới với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ, đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo để huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, trong đó nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Các phòng ngành liên quan cần quan tâm hướng dẫn, giúp địa phương sớm hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chiều ngày 23 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức họp ban tổ chức lễ hội đền Bạch Mã năm 2023 để nghe và cho ý kiến vào chương trình chi tiết của lễ hội và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại đây, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa Thông tin huyện báo cáo kết quả công tác chuẩn bị cho lễ hội đền Bạch Mã năm 2023 và lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia lễ hội đền Bạch Mã. Theo kế hoạch, lễ hội đền Bạch Mã năm nay sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm 2023, tức là ngày 9 và 10 tháng 2 âm lịch năm Quý Mão. Lễ hội gồm có hai phần. Phần lễ gồm có lễ khai quang tại đền Bạch Mã, lễ dâng hương tại phần mộ Phan Đà, xóm Long Biên, xã Thanh Long, lễ dâng hương tại phủ ngoại thôn Minh Tân, xã Võ Liệt, lễ yết cáo tại đền Bạch Mã, lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, lễ hội đền Bạch Mã, lễ tế thần và lễ tả thần tại đền Bạch Mã. Phần hội sẽ gồm các hoạt động thể thao, các trò chơi dân gian, tổ chức trưng bày tranh lưu động, tổ chức gian hàng giới thiệu các sản phẩm của địa phương, cùng với 18 sản phẩm ô cốp đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao, tổ chức cuộc thi nữ sinh thanh lịch, người đẹp đền Bạch Mã. Tại đây, các thành viên trong ban tổ chức đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào các nội dung như cần có các phương án kịp thời khi thời tiết bất lợi, công tác an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh,
công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, công tác tuyên truyền quảng bá lễ hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết luận tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo cần nỗ lực bám sát nhiệm vụ của mình để chỉ đạo các ngành đoàn thể mình phụ trách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể sát với tình hình thực tế, không để một số người dân lợi dụng lễ hội để trục lợi cá nhân, gây sự phản cảm cho lễ hội. Công an huyện bố trí các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự khu vực lễ hội, đảm bảo không gây ách tắc giao thông trên các tuyến đường khi diễn ra lễ hội, nhằm góp phần đưa lễ hội đền Bạch Mã năm nay diễn ra một cách an toàn thuận lợi, để lại nhiều hình ảnh đẹp cho du khách gần xa khi về với lễ hội. Chiều ngày 23 tháng 2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với xã Thanh Tiên tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Hữu Châu, sinh năm 1967 ở xóm Đồng Xuân. Gia đình ông Nguyễn Hữu Châu là hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, vợ ông bị bệnh thường xuyên đau ốm, lại nuôi hai con nhỏ, cả gia đình phải sống trong một căn nhà rột nát tạm bợ, xuống cấp nghiêm trọng. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng, tập đoàn Tân Á Đại Thành, công ty sơn và hóa chất đã ủng hộ 30 triệu đồng để gia đình ông xây lại ngôi nhà mới. Sau hơn 3 tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích 70 m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng số tiền trên 200 triệu đồng, qua đó giúp gia đình ông có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Sáng ngày 23 tháng 2, Hội Nông dân xã Đồng Văn đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, cấp ủy chính quyền địa phương cùng 76 đại biểu chính thức đại diện cho 1.600 hội viên trên địa bàn. Tại đại hội, trên cơ sở đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại trong thời gian qua và để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu của nhiệm kỳ tới. Các ý kiến phát biểu tại đại hội đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, hoạt động của Hội Nông dân xã Đồng Văn đã có nhiều đổi mới với những thành tích đáng ghi nhận. Các mục tiêu mà nghị quyết đề ra đều cơ bản đạt và vượt. Nổi bật là hội đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động trong cán bộ hội viên. Trong nhiệm kỳ đã cải tạo được 35 vườn tạp, xây dựng được 20 vườn mẫu và một vườn chuẩn nông thôn mới, xây dựng được 4 hàng cây nông dân ơn Bác, xây dựng được 2 mô hình kinh tế tập thể, 15 mô hình kinh tế cá nhân về trang trại gia trại, tổ chức được 2 lớp đào tạo nghề và 35 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, hội đã vận động cán bộ và hội viên ủng hộ được 69 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, trong đó cán bộ hội viên và nhân dân đóng góp 8,5 tỷ đồng. Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nông dân xã Đồng Văn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động hội viên và nông dân phát huy nội lực, đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Cụ thể, kết nạp hội viên mới hàng năm tăng từ 10 đến 15 hội viên, giới thiệu hội viên ưu tú cho đảng kết nạp mỗi năm từ 1 đến 2 người. Hàng năm xây dựng được ít nhất 1 mô hình kinh tế tập thể, 1 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn, 6 đến 7 mô hình vườn mẫu nông dân, ít nhất 1 vườn chuẩn nông thôn mới và đăng ký giúp đỡ xóa được 1 hộ thoát nghèo. Tất cả các chi hội đều làm tốt công tác dịch vụ hỗ trợ nông dân về vốn, vật tư phân bón, khoa học kỹ thuật. Cả nhiệm kỳ, Hội Nông dân xã giữ vững danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Cơ quan Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tiên vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tới dự trao bằng và phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tiên có 30 đoàn viên công đoàn, trong đó có 22 cán bộ công chức. Trong thời gian qua, cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tiên đã không ngừng nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Có 95% cán bộ công viên chức của đơn vị được tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm đã cử 3 đồng chí đi học đại học, 3 đồng chí đi học trung cấp chính trị, 6 đồng chí đi học quản lý nhà nước. Đặc biệt thực hiện chủ trương chuyển đổi số, chính quyền số và công nghệ số, mỗi cán bộ công chức để bám sát các nhiệm vụ được giao, phát huy tính năng động sáng tạo, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền để nâng cao hiệu quả công việc, hưởng ứng và thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 100% gia đình cán bộ công viên chức trong cơ quan đều đạt danh hiệu gia đình văn hóa và không mắc các tai tệ nạn xã hội, gương mẫu chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đề ra. 100% nữ cán bộ công chức đăng ký danh hiệu hai giỏi hai cấp. Các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì và đẩy mạnh, tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao tại các cuộc vận động do các cấp, các ngành tổ chức.
Trong năm đã có nhiều cán bộ công chức được các cấp các ngành khen thưởng. Về dự trao bằng và phát biểu chúc mừng tại đây, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã đánh giá cao những kết quả mà cán bộ công chức cơ quan Ủy ban nhân dân huyện đã giành được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn thời gian tới đơn vị tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết, hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần xây dựng đưa xã Thanh Tiên sớm đạt xã nông thôn mới nâng cao. Mỗi cán bộ công chức cần phát huy tính tiên phong gương mẫu, tích cực học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.